Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã có một vài lần mất ngủ phải không ạ? Đặc biệt hơn nữa là một số người thường xuyên bị mất ngủ hay còn gọi là mất ngủ kinh niên thì đó đúng là một cơn ác mộng. Mất ngủ là căn bệnh vừa nghe qua thì có vẻ như là không có gì đáng ghê gớm. Nhưng một khi bạn đã rơi vào hoàn cảnh này thì mới hiểu, đêm nằm trằn trọc đã không ngủ được thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh, mà đã không ngủ được thì nằm cũng không yên, người cứ mỏi muốn trở mình, phải không quý vị? Mà đêm đã không ngủ được thì sáng ngày hôm sau thức dậy rất mệt mỏi, rất cáu gắt và rất khó chịu. Chúng tôi biết thực ra không phải bản thân quý vị như vậy, mà là bởi vì chúng ta không thể ngủ được. Bởi chúng ta không được khỏe, cho nên tự nhiên thấy khó chịu và cáu gắt. Cái nỗi khổ này thì không ai có thể hiểu được cho mình cả. Và ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 10 loại quả ăn vào là ngủ ngon không cần uống thuốc. Không chỉ cải thiện giấc ngủ mà những loại trái cây dưới đây lại siêu bổ dưỡng còn giúp nuôi dưỡng sắc đẹp. Hãy cùng thử xem đó là những loại quả nào quý vị nhé. Thứ nhất, quả táo, thuốc ngủ của hương thơm. Người ta có câu mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ phải tránh xa. Táo không chỉ là một loại hoa quả tốt cho sức khỏe mà hương vị có trong táo còn giúp an thần mạnh mẽ, dễ đi vào giấc ngủ. Ăn một quả táo trước khi đi ngủ hoặc đặt một quả táo trên bàn cạnh giường để cho những người mất ngủ có thể ngửi thấy mùi hương thơm, giúp làm dịu đi dây thần kinh trong não, đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Thứ hai, long nhãn, thuốc ngủ bổ máu. Long nhãn được gọi là linh đan, có tác dụng bổ não. Long nhãn có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ, cận thị và giúp cải thiện trí nhớ thông minh. Và giúp cải thiện trí thông minh, những người thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đầy hơi và đau đầu có thể sử dụng long nhãn để điều trị bổ trợ. Những người bị rối loạn mất ngủ có thể ăn long nhãn vào buổi sáng và buổi tối, hiệu quả hơn rất nhiều. Buổi sáng ăn 10 quả long nhãn, 2 quả trứng ốp la, thêm một lượng vừa phải đường trắng và ăn khi đói bụng. Buổi tối trước khi đi ngủ ăn khoảng 10 quả long nhãn giúp bồi bổ khí huyết, chăm sóc và làm đẹp làn da, điều trị tim đập nhanh và mất ngủ, đặc biệt tốt với phụ nữ. Thứ ba, cam, thuốc ngủ bổ não. Cam là một loại trái cây có thể làm giảm căng thẳng hiệu quả, điều hòa huyết áp và các hormone khác trở về mức bình thường, thúc đẩy giấc ngủ và tác dụng nuôi dưỡng não. Ngoài ra, hương thơm của cam cũng có tác dụng giống như hương thơm của táo, giúp giữ bình tĩnh. Uống một ly nước cam mỗi ngày hoặc đặt một quả cam đã bóc vỏ trên bàn làm việc trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Thứ tư, táo tàu, thuốc ngủ khỏe lá lách. Những người bệnh nhân mất ngủ thường xuyên ăn táo tàu có tác dụng làm dịu và giúp ngủ ngon hơn. Nhiều phương thuốc dân gian cũng đã sử dụng nguyên liệu thô này. Táo tàu chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, đặc biệt là tốt cho lá lách, giúp bổ lá lách, ích khí, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Mọi người có thể ngâm táo tàu vào nước rồi uống sau bữa ăn tối hoặc nấu cháo táo tàu với hoa huệ nhé. Thứ năm, nho, thuốc ngủ làm đẹp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, có một chất được gọi là melatonin được tiết ra trong não bộ con người. Đêm là khoảng thời gian chất này được tiết ra nhiều nhất. Điều này khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Các nghiên cứu đã xác định rằng nho có chứa một lượng lớn melatonin có thể đóng vai trò cải thiện chu kỳ giấc ngủ và hỗ trợ giấc ngủ. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra thêm, sau khi ủ thành rượu, hàm lượng melatonin của nho có thể cao hơn, có lợi cho giấc ngủ hơn. Do đó, chúng ta cũng có thể chọn nho có hạt nhỏ, độ chín cao, màu tối và không bị thối. Sau đó lên men rượu tự chế với đường trắng và men. Thường xuyên uống có thể giúp cải thiện giấc ngủ và có một tác dụng chống lão hóa, giúp ích cho làm đẹp da. Thứ 6, chuối, thuốc ngủ hạnh phúc. Chuối có tác dụng nhuận tràng, khơi thông đường ruột, cơ thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, mất ngủ cũng tự nhiên được cải thiện. Hơn nữa, chuối rất giàu vitamin B6, có thể khiến mọi người vượt qua tâm trạng u uất và duy trì tâm trạng vui vẻ trước khi ngủ. Trong chuối có chứa khoảng 20% đường, vì thế có thể cải thiện giấc ngủ một cách rõ rệt. Những người thường xuyên bị mất ngủ, trộn chuối với sữa và uống với nhau trước khi đi ngủ, giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng mất ngủ. Thứ 7, kiwi, thuốc ngủ bổ sung canxi. Trong nhiều trường hợp, rối loạn giấc ngủ là do dây thần kinh của não bộ quá hưng phấn, mà kiwi thì rất giàu canxi, magie và vitamin C, giúp ổn định chức năng của các dây thần kinh não bộ và cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ. Kiwi là một trong những số hiếm những loại hoa quả có chứa nhiều hàm lượng canxi, gần như cao hơn tất cả các loại trái cây khác. Ăn nhiều kiwi cũng có thể đạt được hiệu quả của việc bổ sung canxi và có tác dụng ổn định về mặt cảm xúc. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra, ăn 2 quả kiwi mỗi ngày có thể cải thiện 40% chất lượng giấc ngủ. Thứ 8, dâu tằm, thuốc ngủ bổ thận. Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng đã phát hiện ra rằng dâu tằm chứa một lượng lớn protein, axit amin và vitamin có thể nuôi dưỡng gan, cải thiện chức năng thận, giảm các triệu chứng suy nhược thần kinh và giúp giảm đáng kể chứng mất ngủ. Mọi người có thể chọn dâu tằm chất lượng cao, làm sạch và đặt vào một cái lọ rồi thêm rượu khoảng 30 đến 50 độ, tỷ lệ với rượu là 1:2, đậy kín bình để ngâm trong khoảng từ 2 đến 3 tuần là có thể sử dụng được ngay. Uống một cốc nhỏ từ 30 đến 50ml mỗi tối trước khi đi ngủ không chỉ có thể nuôi dưỡng gan, thận mà còn an thần, giúp ngủ tốt hơn rất nhiều. Thứ 9, vải, thuốc ngủ chăm sóc da.
Vải rất giàu glucose và vitamin, là loại trái cây an thần rất tốt cho những người thường hay suy nghĩ quá nhiều hay quên, ăn vải tươi có thể hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có thể ăn một chút vải thiều vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Điều này có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện tình trạng giấc ngủ và chứng hay quên do các vấn đề về giấc ngủ. Đồng thời, ăn nhiều vải thiều cũng có thể giữ ấm, cung cấp độ ẩm cho da và duy trì lưu thông nước trên da. Thứ 10, dâu tây, thuốc ngủ dưỡng gan. Dâu tây rất giàu vitamin và canxi, có thể làm dịu thần kinh, giúp ngăn chặn tâm trạng hoảng loạn và đảm bảo giấc ngủ. Dâu tây không chỉ giúp ngủ tốt hơn mà còn là bậc thầy trong việc kiềm chế nóng giận, bổ gan. Uống nước ép dâu tây trước khi đi ngủ có tác dụng rất tuyệt vời trong việc an thần.